cảnh quá. Hái gì anh Khải? Cái mũi khoan bữa hở mà ông dục cho hết rồi ta. Hả? Em cho ông kia mượn, ông quên lấy về nữa. Thì của mình để mình làm đi, chứ mình cho mượn thì mượn thì phải nhớ lấy về chứ. Bây giờ nó nói là cái của mà cho mượn thì phải lại mất công đi đòi ông, đúng không? Đúng không? Thì vậy thì quên ông... rồi sao rồi ông có đi lấy đi chứ. Hả? Ông nói ông cho đi mượn thì ông đi lấy đi. Bây giờ anh khoan đúng không? Thì khoan bắt cái con dít vô đây, bắt cái nẹp vô đây thôi à. Em lại anh luôn anh Khải. Cái gì? Sao anh cứ lệ thuộc vào cái mũi khoan mày? Không cần cái mũi khoan mình vẫn khoan được mà. Ủa chứ chỉ là anh khoan lỗ thôi đúng không? Chứ người ta sắm cái mũi khoan làm gì? Trời đất ơi. Đục anh. Không phải đâu. À mũi hàng. Mũi hàng làm gì? Khoan y hệt luôn. Không cần mũi khoan anh khoan được. Bây giờ mục đích của anh chỉ là một khoan cái lỗ to hay nhỏ. Anh muốn to hay nhỏ em nói anh nghe rồi. Thì cái lỗ vừa vừa thôi chứ đâu to chứ. Bằng ngón tay không? Nhỏ hơn. Mũi khoan cỡ 6 ly, 3 4 ly gì đó, cỡ đó đó. Trời đất ơi, anh lấy con ốc vít bán tôn á, anh lấy anh khoan. Đâu cần phải mũi khoan đâu. Mua một cái mũi khoan y hệt như vậy luôn đúng không? À. 20-30 ngàn. 20 ngàn đúng không? Thì anh mua một con vít bán tôn anh thấy anh bắn được cái chục lần nó mới mòn. Tôi tìm phải có không ta? Đó, mình lợi gấp mấy chục lần luôn anh Khải. Cần gì phải mua. Này anh mua con nhiêu? Mớ cái này bán theo ký chứ mày bán theo con. Mớ 5 ngàn bạc mình xài đuối, bỏ đây được không? Đó. Bỏ vô anh xoay lại. Được không? Được sao không? Đù, sao mất mớ gì vậy? Vậy thôi chứ. Cần gì mũi khoan trời. Cái mũi này anh đã khoan được 5-6 lần nó mới mòn. À, nhỏ cũng được mà to cũng được tùy mình đúng không? Khoan ha. Khoan đi. Trời đất ơi. Có gì đâu phải lệ thuộc vào cái khoan. Đây đi. Thử đã để mình bắt sao này sao. Chắc dày vậy nha. Này cỡ nào cũng mang hết á. Ồ, tính ra nó mạnh gấp mấy lần chứ. Cái mũi khoan luôn thằng ơi. Có ra lỗ. Vậy thì thôi chứ cần chi mà mũi khoan. Vậy là mũi khoan ấy là được. Chừng như phải mua mũi khoan. Thấy chưa? Vậy thì thôi. Thôi, để thôi, còn gì vậy, mua làm chi thử. Tốn tiền. Để thử ra được bao nhiêu lỗ. Tùy anh. Cái mũi khoan giờ anh mua cũng mấy chục ngàn rồi. Tính ra nó mạnh gấp mấy lần. Đấy vậy? Tính ra nó mạnh mấy lần mũi khoan luôn. Một khoan còn nguyên nữa có mòn nóng, nóng nóng nóng. Bây giờ cần gì em phải mua. Như vậy thôi chứ cần thì mình lấy chứ đi mua mỗi lần cái cần cái gì đi khoan lỗ phải đi mua mũi khoan chi trời. Đúng rồi, lấy con biết thì mình bán thay cho nó. Cần cái gì đâu. Mua 10 ngàn một mớ luôn. 10 ngàn là cứ về là khoan mà mấy con cái là sợ nó ngắn. Ngắn cái gì? Ví dụ mình khoan một sắc rất dài mà cái mũi kia nó cũng đâu có dài đâu. Anh khoan mấy cái này thôi nè, anh khoan cái này thôi nè. Anh khoan cái gì nữa? Vậy thôi được rồi, thôi, từ nay đi khỏi cần phải sử dụng mũi khoan. Mũi khoan mình sử dụng nhưng mà trong một số trường hợp nào đó mình cần thôi. Nhưng những cái trường hợp thế này mình không cần phải mũi khoan đâu. Cái này nó lợi hơn. Tính ra mình nó cũng không sợ gãy nữa. Đúng rồi. Cứng không sợ gãy nữa mà nó lại bén nữa. Rồi okay. Ok. Đây là cách tôi hướng dẫn mọi cách khoan mà không cần mũi khoan nha. Không cần phải mua chi tốn tiền nha. Rồi, hai nhớ đăng ký bật chuông.